pin Huawei B20 Pro phòng nhìn rất là khủng khiếp rồi này. Pin có tên mã nó là bao nhiêu đây, HB436486ECBK, dung lượng pin 4000 mAh. Phòng nhìn này, các bạn chú ý là đừng lên sạc pin quá lâu, dùng mà không đúng điện áp của nó sẽ phồng rộp, nhìn này rất là khủng khiếp. Đẩy cái nắp lưng lên, quý các bạn cần thay mới pin Huawei Mate 20 Pro xin vui lòng liên hệ 0961345 34, kỹ thuật viên để chỉ đọc cấp.vn tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết của các bạn. Xin mời các bạn xem video tại chỉ đọc cấp.vn.